Ngày hôm nay, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý một trường hợp trồng trái phép cây có chứa chất ma túy trên địa bàn thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu. Theo đó, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 7 tháng 3, Tổ công tác Công an huyện Mộc Châu làm nhiệm vụ ở khu vực nương rẫy tại tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông Trường Mộc Châu đã phát hiện tại nương rẫy của gia đình bà Lầu Thị Mỉ, sinh năm 1935, trồng 200 cây thuốc phiện. Số cây thuốc phiện này đang giai đoạn trổ hoa. Để tránh bị phát giác, đối tượng đã trồng ở khe đồi ít người qua lại. Công an huyện Mộc Châu đã lập biên bản, phá nhổ, thu giữ toàn bộ tang vật và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.